thì bây giờ mình chuẩn bị đi hoa đăng. Hồi nãy buổi chiều có quay cái rước đèn trung thu. Hôm nay có nhiều cái không mấy lắm nên mình không có quay ha. Thì với lại ba cái hội chợ chỗ nào cũng vậy á. Nên không có quay luôn. Bây giờ đã hơi ra ngoài đó có ghe rồi, bây giờ mình quay cho các bạn xem. Ghe này, ghe cái bên mình là ngày mai là chở cái chở ông ra ngoài rồi kia cúng nha các bạn. Thì ghe này thì mình không biết có xin được không nha. Chắc là không được đâu, tại vì chắc cũng quen dữ lắm mới xin cái này. Lấy giùm chị cái kìa. Tốt nhất là mình lên chưa qua nha em đừng. Ừ đúng rồi. Tốt nhất là mình lên chưa qua. Xuống đi, xuống đi. Không qua lắm nữa. Ủa mấy đứa, cái vợ gì đâu? Con Ngọc vợ. Ủa? Nè. Đây nè. Đưa vợ xuống trước đi. Thôi nha. Đừng có vịnh nó nha, để cho nó tự đi. Kìa anh Miên kéo qua kìa. Đụng xong đi. Con đền á. Cái con này. Chẳng có lì gì nữa. Em đâu? Lên xuống là sợ nhất. Ôi trời ơi. Đây, ôm cổ đi. Mẹ ký quá mà. Ok, xuống đi mừng. Yeah. Yeah. Chơi nguyên cái lo luôn. Mời qua lấy đi con. Cái ghe đó thì ngày mai người ta mới bắt đầu đi nghênh nha bạn. Còn bò đăng thì chỉ có một số ghe đi thả mấy ghe chiều cờ. Hello, xin chào tất cả các anh em. Thì ngày hôm nay Hòa có mặt cùng với Chuối ở đây với kênh là Chuối. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là xem kênh thường xuyên nha các bạn. Thì ngày hôm nay thì Hòa đang ở Cần Giờ. Với ngày hôm nay thì nói chung là năm nào cũng đi di chuyển về đây hết. Thì có những bạn đã đi rồi và có những bạn mà năm nay chưa có đi thì xem cái clip này để mà biết cái không khí của cái lễ hội mà hàng năm ở Cần Giờ tổ chức như thế nào. Thì các bạn biết rồi thì xem lại mà nó có khác năm trước mình đi không. Đối với Hòa thì mỗi năm đều có một cái không khí riêng và mỗi năm mà sẽ cố gắng chích ra một thời gian để bọn họ mình sẽ đi vào ban đêm và đi vào cái ngày sinh nông nữa. Cái nông thì sẽ diễn ra vào sáng ngày mai đến ngày mai rồi đến trưa mai luôn. Bây giờ tạm thời là mình sẽ đi xem hoa đăng nha các bạn. Ôi cái này có lai cam bay. Ok mình đang ra ngoài chỗ thả đèn nha anh em. Thì sáng cái chiếc ghe thì hoa đăng thì sẽ được trang trí với cái đèn sáng gì nha. Còn năm nay có thả đèn ngoài kia anh em. Tưởng đâu hôm năm nay không thả đèn chứ. phải đi gần vô thì mới thấy được cái đèn đó, còn đi xa thì khó mà thấy lắm. Ừ thả mấy ngoài kia kìa đó. Mình là chỉ là cái đèn đi ra thôi, thả còn mấy cái ghe thả.
có con mực nó lúc bảy không biết nói đại dính hên à, buổi tối lại gần gần thì mới thấy đẹp nữa mày. Nghe hoa đăng vô nha các bạn. Mày chạy nhanh phải chứ. Cái kè kia nó chạy đúng nhanh luôn á, chạy vô kìa. Tất cả các ghe mà trang trí hoa đăng thì sẽ chạy từ xuất phát từ cầu đò hoặc là cầu đen rồi chạy tới ngoài công viên đó. Đi buổi tối này cũng có biên phòng nó hướng mình đi mà đúng không mọi người? Có một cái ghe biên phòng hướng đi nha các bạn. Không biết năm nay có cái ghe trên phố chứ không nè. Hồi năm mình mà có con rồng á, quyên cái ghe, quyên một cái ghe của trên Bạch Đằng á xuống. Cái ghe đổ á, ghe gỗ luôn. Hả? Ok thì không có chạy sát như mấy năm rồi nha bạn. Năm nay thì có mấy cái nọc dừa người ta cấm là mình không có được chạy vô trong đó. Chứ mấy năm mình chạy sát vô quay mấy cái hoa đăng cho các bạn xem được hả. Tối các bạn không thấy mấy cái nọc dừa đâu. Tới đây thôi, trong kia là hết rồi không mọi người. Cái hoạt động hồi đó giờ ngày mai là còn hát bội tung dương thôi. Ở năm nay hình như không có hát bội luôn á. Ủa sao thấy dưới để hôn đờn ca đại tử ta? Con thấy, lại em thấy nó để ra đờn ca đại tử. Gần nhất có thể. Gần nhất có thể để thấy rồi. Chạy lên xíu nữa thì các bạn sẽ thấy cái ghe thả nè, hoa đăng nha. À, có một cái ghe nó thui à. Đó, ghe sáng nè, ghe thả hoa đăng nha. Phải, không biết mình đi vô trong hả ta? À, miếng mốt cho xíu anh ơi. Miếng cảnh này nè. Cảnh này nhìn từ đây rồi, một chảy dài, một ghe đẹp nữa mày. Chạy vậy là sáng nhất có thể rồi anh ơi. Sáng nữa là nó lặn hết đúng không? Ồ, mà nhìn từ đây nguyên cái dãy đèn lại kia là nhìn đã liền. Từ đây mà làm ra dài kia luôn. Đi sát quá rồi, lật hết cái đèn. Sáng thì nếu mà đi kinh vui thì sẽ quay cho các bạn xem. Bây giờ chạy vô rồi, có hai chiếc đang chạy ra các bạn. Ok. Hai chiếc, một chiếc nha. Chiếc ngoài sau nữa nè, hai chiếc. Ghe mình chạy vô có hai chiếc nữa. Chạy ra. Mình có nên hả? Anh biết lấy tự làm vui chị ra nữa hoa đèn chạy gần nữa đi hoa đèn vũ dây nữa kìa chạy gần nữa đi vô quay lại chạy gần nữa bạn. Năm nay ít ghe quá nên
đi cho nó vui, cho có không khí rồi. Chứ mà mỗi năm thì nhiều ghe thì một đoàn chạy ra xong rồi nói đuôi chạy vô, còn năm nay thì không có ghe nhiều quá bạn. Mấy ghe kia pha đèn vũ chạy tiếp, mấy năm mình nói đuôi mà kiểu như là thiếu đường chạy luôn á. Năm nay dư đường chạy thì thiếu ghe. Xem tới thì thông cảm nha, thì giờ qua đây thì hoàn chả có quay sáng nổi rồi. Thì chỗ nào gần gần thì anh em có thể thấy ghe sáng được, chứ mà xa quá thì mình chịu á. Rồi giờ là hoành vô nha anh em. Đó, vòng vô một vòng cho nó có sơn tụ rồi. Nãy trong vắng quá có một chiếc chạy luôn. Bây giờ có đồng một xíu nè, giờ đưa vô. Hồi nãy mà giờ được 4-5 chiếc như vậy á, mà có họ đang hồi nãy thì ok, bây giờ thì nó lùi xuống bớt rồi. Thì 4-5 ghe đi được 5 ghe các bạn, 2 ghe thả đèn nó là 7. Rồi giờ đi vô luôn nha. Chạy nhiệt vô luôn. Sao ra trễ vậy? Ôi có bông luôn kìa bạn. Giờ này mà còn một chiếc chạy ra rồi anh em. Màu tím kìa. Nãy chạy ra sớm mà ok rồi. Ra trễ quá. Mưa bạn ơi. Em ăn rồi nhưng mà kiểu mà gấp lên kén đi nha mọi người, mình mới đi ra quán ăn vậy nha mọi người. Tại qua đây vậy. Dạ xuống về vậy mới. Nó bự quá. Con ăn mực nhỏ. Ở nhà gì mỗi lần ăn cơm là con kêu gì ta? Cái gì đen đen kêu lại gì ta? Mực bóng đêm. Không. Rằng mực thì đen. Rằng đen thì sáng. Ăn mực bóng đêm nha mọi người. À bóng đêm đi. Đen nó bóng đen không? Không. Chứ giờ suy nghĩ không nha. Cái gì đen đen mọi người, nó bóng đen. Nói chứ mực chấm dầu hắt nha mọi người. Mực chấm dầu hắt đó. Này đi qua đăng mà có 6 chiếc ghe chạy buồn. Nói kỳ vậy. Đông mà mày không sao đông lắm á. Sao da trễ mà. Lúc đầu có 7 xã chạy rồi. Nhưng mà phải nói ra phải có một cái tổ với tự nhiên cứ đi không tại sao bây giờ nó còn đang nhiều như xưa mà đâu không kệ ấy lên chụp cái mảnh lại tới thằng bảy.